Chiều ngày 8 tháng 10 năm 2019, nhân dịp Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10, đồng chí Phạm Văn Nập, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy và đồng chí Đỗ Tiến Lợi, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã đến thăm chúc mừng một số doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn huyện. Tại các doanh nghiệp, công ty xi măng Trinh Phong, công ty cổ phần nhiệt điện Hải Phòng, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Hoàng Lộc và trung tâm dạy nghề lái xe 5 triệu, đoàn lãnh đạo đã thăm hỏi, chúc mừng, tặng hoa, chụp ảnh lưu niệm, nghe báo cáo nhanh về tình hình hoạt động của doanh nghiệp. 9 tháng đầu năm, với sự quan tâm, tạo điều kiện của chính quyền địa phương và sự đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp phát triển tốt, đạt và vượt kế hoạch đề ra, đóng góp lớn vào ngân sách nhà nước. Với phương châm con người là tài sản lớn nhất, các doanh nghiệp luôn quan tâm chăm lo đời sống người lao động, mua thẻ bảo hiểm y tế khám chữa bệnh cho cán bộ công nhân viên. Hàng năm, doanh nghiệp chi hàng tỷ đồng cho hoạt động an sinh xã hội như giúp đỡ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ trẻ em nghèo và các hoạt động phúc lợi khác. Công tác bảo vệ môi trường được đặc biệt chú trọng thông qua việc tuân thủ đúng quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, kiểm soát ô nhiễm, tái chế chất thải, tiết kiệm tài nguyên, trồng khuôn viên cây xanh nhằm hướng tới sự phát triển bền vững. Tại công ty cổ phần nhiệt điện Hải Phòng, đoàn lãnh đạo đã nghe báo cáo nhanh về công tác chuẩn bị đại hội của Đảng ủy công ty nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng đang được Đảng ủy công ty tập trung thực hiện. Sau khi nghe báo cáo, đồng chí Phạm Văn Lập, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ huyện cảm ơn, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của doanh nghiệp, nhất là về hoạt động an sinh xã hội, chăm lo người lao động. Đồng thời mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục phát huy thế mạnh, ổn định, phát triển sản xuất và quan tâm hơn nữa tới các hoạt động an sinh xã hội, nhất là chung tay cùng huyện thực hiện tốt chủ trương xây sửa nhà cho người nghèo, hộ khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện. Đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh, việc xây sửa nhà cho hộ nghèo là nhiệm vụ quan trọng phải được triển khai ngay trong 2 tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành xây sửa nhà cho trên 100 nhà trước Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. Việc quan tâm chăm lo an sinh xã hội không chỉ là truyền thống, là nghĩa cử cao đẹp mà còn là trách nhiệm chung của toàn xã hội, trong đó có cộng đồng doanh nghiệp. Với tinh thần chủ động, tích cực, đại diện các doanh nghiệp bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi, hứa luôn sẵn sàng chung tay vì sự phát triển chung và vì cuộc sống của người dân.